Hi, xin chào các bạn. Ơi, cho đến bài này mình đã giới thiệu cho các bạn 3 phương pháp về chuyển đối số trong hàm, là chuyển giá trị cho hàm, chuyển tham chiếu cho hàm và chuyển địa chỉ cho hàm. Trong bài học này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về vấn đề trả về của hàm thông qua 3 phương pháp: hàm trả về giá trị, tham chiếu địa chỉ, value reference và press. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các vấn đề hàm trả về giá trị, hàm trả về địa chỉ và hàm trả về tham chiếu. Đầu tiên chúng ta đi vào hàm trả về giá trị, return by value. Thì chú ý là hàm trả về giá trị hoạt động gần như tương tự với phương pháp truyền giá trị cho hàm. Hàm trả về giá trị là phương pháp an toàn và sẽ dễ sử dụng nhất. Giá trị trả về của hàm có thể là biến, ví dụ như là x hoặc là y, rồi hằng, ví dụ như là 1, 2, rồi biểu thức, ví dụ như là 1 cộng x. Khi một giá trị được trả về, một bảng sao, giá trị đó được tạo ra và trả về theo lời gọi hàm. Đó là kiến thức rất là cơ bản. Rồi bạn thấy đây, khi mình có hai hàm này đúng không? Khi mà hàm này được gọi, chúng ta truyền vào xy. Thì khi trả về thì có phải chúng ta trả về theo kiểu dữ liệu của nó thông qua tên hàm ở đây. Các bạn trả về là value, biểu thức hay cái gì đó cũng được. Rất là easy. Chưa? Thì hàm trả về giá trị là thích hợp nhất khi trả về các biến được khai báo bên trong hàm hoặc là trả về các đối số hàm được truyền theo giá trị. Tuy nhiên, hàm trả về giá trị sẽ gây giảm hiệu suất trong trường hợp giá trị trả về là kiểu cấu trúc, là struct hoặc là lớp, class, phức tạp. Khi nào thì nên sử dụng? Khi trả về giá trị là các kiểu dữ liệu cơ bản. Khi trả về các biến được khai báo bên trong hàm, các đối số hàm được truyền bằng giá trị. Khi nào không nên sử dụng? Khi mà trả về một mảng hoặc một con trỏ, sử dụng hàm trả về địa chỉ. Khi trả về một kiểu cấu trúc hoặc một lớp là struct hoặc là class phức tạp, sử dụng hàm trả về tham chiếu. Rồi, đó là cái cơ bản về thằng là hàm trả về giá trị nên sử dụng trong các kiểu dữ liệu cơ bản thôi. Tiếp tục là hàm trả về địa chỉ. Thì chú ý là hàm trả về địa chỉ chỉ hoạt động gần như tương tự với phương pháp truyền địa chỉ cho hàm. Hàm trả về địa chỉ là hàm trả về địa chỉ của một biến cho lời gọi hàm. Giá trị trả về của hàm chỉ có thể là địa chỉ của biến, không phải hằng hoặc biểu thức, tức là không có địa chỉ. Hàm trả về định nghĩa địa chỉ á, nó nhanh hơn trả về giá trị vì chỉ cần sao chép địa chỉ và trả về cho lời gọi hàm thôi. Không thể trả về địa chỉ của biến cục bộ bên trong hàm. Rồi, ví dụ mình có một hàm, hàm này trả về địa chỉ. Thấy không? Nó giống như con trỏ hàm ha. Add này có rồi nhé, nên mình sẽ cho là add 2 đi. Rồi, thì mình cũng truyền vào xy như bình thường, cũng xử lý như bình thường. Nhưng khi return là mình return về địa chỉ. Và trên đây mình nhận vào là một con trỏ. Được chưa? Thì bạn có thể thấy là biến value bị hủy ngay sau khi ra khỏi hàm. Lúc này á, là địa chỉ của biến value thuộc vùng nhớ không được cấp phát là con trỏ lơ lửng. Điều này có thể gây ra lỗi undefined behavior khi sử dụng nếu vùng nhớ này được cấp phát cho một chương trình khác. Thành ra là hàm trả về địa chỉ thường được sử dụng để trả về địa chỉ vùng nhớ được cấp phát động. Ví dụ, allocate array. Đây mình đưa vào cái size, mình tạo ra một mảng và mình trả ra luôn. Thì thằng này nó sẽ bắt lại đúng không? Nó bắt lại để dùng. Thành ra nó sẽ không có bị trường hợp là con trỏ lơ lửng. Đây là cách tốt nhất ha. Rồi, thì khi nào nên sử dụng? Là khi trả về địa chỉ của vùng nhớ được cấp phát động và khi trả về các đối tượng hàm được truyền bằng địa chỉ. Không nên sử dụng khi trả về các biến được khai báo bên trong hàm, các hằng hay biểu thức. Thì lúc này chúng ta nên sử dụng là hàm trả về giá trị. Khi trả về một kiểu cấu trúc hoặc là một lớp phức tạp thì nên sử dụng hàm trả về tham chiếu. Ok. Rồi, về hàm trả về tham chiếu. Thì hàm trả về tham chiếu này hoạt động gần như tương tự với phương pháp truyền tham chiếu cho hàm. Hàm trả về tham chiếu là hàm trả về tham chiếu của một biến cho lời gọi hàm. Giá trị trả về của hàm là biến, không phải hằng hoặc là biểu thức. Tuy nhiên á, giống hàm trả về giá trị, bạn không nên trả về các tham chiếu của biến cục bộ. Như cái ví dụ này. Ở đây mình trả về một cái tham chiếu đúng không? Mình đưa vào nè. Ở đây chưa có gì ha. Mình đưa vào xy, sau đó in value bằng gì đó rồi mình return ra value. Thì trả về tham chiếu của biến value. Ok, cũng được. Thì trong chương trình này á thì biến value bị hủy ngay sau khi ra khỏi hàm. Lúc này hàm trả về một tham chiếu nên vùng nhớ nó rác. Nó trả về một tham chiếu đến cái vùng nhớ rác. Thì điều này á, nó có thể gây ra một cái lỗi là undefined behavior khi sử dụng nếu vùng nhớ này được cấp phát cho một chương trình khác.
Hàm trả về tham chiếu thường được sử dụng để trả về các đối số được truyền theo tham chiếu. Nhưng nếu mình làm theo cách này thì nó sẽ phù hợp hơn. Mình tạo một define là max bằng 10, max này sử dụng được cho nhiều chỗ. Mình làm một cái thằng là get element array là int max bằng gì đó, mình nhét thêm cái thư viện array vô để dùng. Rồi, mình tạo một biến array theo thiếu cái username space std. STD chứ gì. Rồi, thì đây mình ra được array nè, in max nè, là mình tạo một cái mảng array trong đây nè. Rồi sau đó mình trả về cái đối tượng nào đó, mình truyền vào cái mảng, sau mình trả về cái đối tượng theo vị trí đó. Thì ở đây mình có một mảng array mình tạo ra, sau mình đưa vô là mình lấy ra cái phần tử thứ hai của cái mảng này, và sau đó mình gán giá trị của nó bằng 20. Thì nguyên cái thằng get element này nó trả ra là nguyên cái đối tượng đó luôn, nguyên cái đối tượng đó luôn, nên mình mới có thể gán được giá trị theo cách bình thường như thế này. Rồi sau mình xuất ra, các bạn sẽ thấy nó thay đổi giá trị là bằng 20, cho dù mình chưa có khởi tạo giá trị cho thằng mảng này. Chưa, mình chạy chương trình cho nó lòi ra cái này, tốc độ hơi chậm. Rồi lên đó, bạn thấy kết quả trả ra là 20 không? Ok, thì khi bạn trả ra như thế này thì các bạn trả ra nguyên đối tượng luôn. Đó, tùy trường hợp mà các bạn sai. Một ví dụ khác thì mình lại có thằng max, mình đưa vào là max in ab, là mình đưa vào hai cái địa chỉ của ab và mình trả ra kết quả nữa. Thì lúc này khi mà sử dụng á thì mình muốn là biết thằng nào là max trong a với b, đúng không? Mình đưa vào là 69 xy, sau mình đưa ra max, max lại bằng 69, là gán biến lớn hơn bằng 69, tức là mình muốn biết coi cái biến nào nó lớn hơn. Thì nguyên cục này nó trả về đối tượng nè, nó trả về đối tượng a hoặc b này, đúng không? Mà vì nó trả về cái đối tượng A hoặc B, nó thành ra là mình lượm được cái đối tượng sau khi nó trả về. Mà vì lượm được cái đối tượng này nên mình có thể gán được giá trị cho nó một cách bình thường. Chưa? Đây lỗi gì đây? Không rõ lắm. Chờ thử nha. Rồi, bạn thấy nè, x bằng 6, y bằng 69 nè, tại vì y lớn hơn nên y được gán là bằng 69, đúng chưa? Đó, chuẩn. Rồi, thì khi mà tìm hiểu đến phần class, bạn sẽ tìm thấy rất là nhiều cách sử dụng hơn đối với việc trả về tham chiếu cho hàm. Chúng ta nên sử dụng cái tham chiếu hàm này là khi trả về các đối tượng, các đối số hàm được truyền vào tham chiếu. Tức là các bạn truyền vào tham chiếu thì các bạn trả ra tham chiếu luôn. Khi trả về một phần tử từ một mảng được truyền vào hàm. À, khi trả về một kiểu cấu trúc hoặc một lớp phức tạp không bị hủy khi ra khỏi hàm. Được chưa? Và mình thấy thằng này rất là hay và dễ dùng. Bạn không nên dùng khi mà trả về các biến được khai báo bên trong hàm. Tức là lúc này các bạn nên sử dụng giá trị, hàm trả về giá trị. Khi trả về một giá trị là mảng hoặc là con trỏ thì nên sử dụng là hàm trả về địa chỉ. Qua bài học này các bạn đã nắm được phương pháp hàm trả về giá trị, tham chiếu và địa chỉ, và những ưu nhược điểm khi nào nên và không nên sử dụng của phương pháp trên. Trong bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hàm nội tuyến trong C++, inline functions. Cảm ơn các bạn đã theo dõi viết, hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách, không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Để ủng hộ cái team, các bạn có thể tìm kiếm channel YouTube của cái team bằng cách gõ từ khóa cái team lên YouTube. Bạn sẽ thấy channel nằm ngay đầu. Hãy nhớ subscribe channel để nhận được thông báo mới nhất. Các bạn có thể like các video mà các bạn thấy hay để cái team có động lực và biết rằng cái team đang làm tốt. Các bạn có thể lại lại bình luận như là hoặc là các bình luận đóng góp, góp ý để cái team càng ngày càng phát triển hơn, củng cố các bài học tốt hơn. Các bạn có thể tìm kiếm tài liệu vào website chính thức của Howkey Team, đó là howkeyteam.com. Bạn gọi .com sẽ tự động chuyển về VN thôi. Đó, ở đây, các bạn có thể vào phần khóa học lập trình chẳng hạn. Các bạn có thể tìm khóa học lập trình C#.net chẳng hạn. Trong đây sẽ có rất là nhiều khóa học cho các bạn tìm kiếm. Các bạn học rất là nhiều. Rồi, thử vào một khóa. Mỗi khóa học đều sẽ có video nhúng nếu như có video bên YouTube. Và trong mỗi khóa học nếu có code, đội ngũ Cater sẽ đưa code lên ngay trên đây để các bạn có thể dễ dàng copy. Các bạn có thể mở rộng ra để xem code rất là dễ dàng. Có hình ảnh, demo, ví dụ, bài tập nếu có, rất đầy đủ. Và đồng thời có cả tài liệu và source code ở những bài hướng dẫn này. Rồi, các bạn hoàn toàn có thể lướt quảng cáo khi nhìn thấy cũng được, đó là tùy ý. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào muốn hỏi đáp, các bạn hãy vào chức năng hỏi đáp.
Rồi đặt câu hỏi. Ở đây, chẳng hạn, nhấn tiếp tục. Chọn chủ đề bạn cần. Viết tiêu đề của bạn, giả sử như là cách đọc xuất file trong C#. Rồi, đưa ra cái vấn đề cụ thể của các bạn, code demo hoặc hình ảnh để mọi người có thể dễ dàng nắm thông tin hơn. Nhớ chọn thẻ tương ứng với ngôn ngữ mà các bạn chọn hoặc vấn đề của các bạn chọn và nhấn tạo câu hỏi mới. Nếu bạn cần tài liệu hoặc có tài liệu muốn chia sẻ với mọi người, với cộng đồng, các bạn có thể vào chức năng tài liệu, tìm tài liệu ngay tại đây, có tìm kiếm nâng cao và tìm kiếm theo từ khóa, rất là dễ dàng. Bạn hoàn toàn có thể tạo tài liệu tại đây rất là dễ dàng luôn. Đó, có hướng dẫn sử dụng, cứ việc cuộn và cuộn thôi. Rồi, nếu bạn muốn đóng góp cho cái team, bạn hoàn toàn có thể vào phần đóng góp. Ok. Nếu bạn muốn tham gia hoạt động trên group Facebook, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng truy cập vào bằng cách group.howkyteam.com. Nó sẽ vào group Facebook. Ok. Tại vì group này không đổi tên được nữa nên khá là khó. Đây chính là group chính chủ. Bạn có thể tìm fanpage của cây team rất là dễ dàng. Bạn có thể tìm fanpage Happy Team ngay tại đây, nó sẽ loại ra luôn. Đây chính là fanpage chính chủ của Happy Team chúng ta. Rồi, nếu có bất kỳ phản hồi nào, các bạn có thể hoạt động bên Facebook, bên website, bạn có thể nhắn tin vào fanpage, bạn có thể nhắn tin vào trên YouTube. Chúng ta, Cater đều sẽ rất là sẵn lòng để hỗ trợ các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn.